Mua đồ ăn sáng về ăn sáng không đi thu hoạch rồi. Cô vừa ngủ dậy đã thấy đi qua đây này, nhà cô nhiều đồ lắm, ăn có hết đâu. Đưa đưa con cho lên vai. Ờ thôi về nhá, ra ngay đây người ta bán bún này. Con à, cô tốt thế nhỉ? Ôi Hồng ơi, dạ. Cô treo đấy đẹp đấy nhỉ? Bắt tăng lương, cô ơi. Ông ăn thử đi ông. Tớ gặp từng ướt. Đáng làm ăn khéo đây này. Đâu sớm thế? Vâng, cháu tranh thủ đi ra chợ mua ít đồ ăn sáng về ăn sáng không đi thu hoạch rồi. Cô vừa ngủ dậy đã thấy đi qua cửa. Thế à, đi ơ thế để cô vào cô lấy cho ít đồ. Đồ nhà nhiều đồ lắm không ạ? Nhà cô nhiều đồ lắm, ăn có hết đâu. Ui, cho chả, nhiều chả thế. Ăn mấy. Họ mang đến cho ấy, hàng xóm họ mang đến cho ấy. Nhiều quá rồi. Cháu về cháu xào bún đi. Mua ra kia mua ít bún tươi nữa là được. Và về cháu làm đồ ăn được, làm bún trộn đi. Vâng. Ừ. Thôi nhé, cháu đi. Ừ, đi về đi. À Hồng ơi, cô bảo đợi cô tí. Này, ô cô cho thùng dừa nữa này. Ôi vâng. Anh làm lại nha. Nhiều, đưa con cho lên vai. Hôm qua rẻ quá, cô mua ở trong nhà còn nhiều lắm. Ờ, thôi về nhá, ra ngay đây người ta bán bún này, mua thêm ít bún nữa là được. Con đâu về sớm ấy? À, sớm thì đi ra chợ mua đồ về nấu ăn. Đi qua nhà cô Hà, cô ấy cho nhiều đồ lắm. Cô cho đồ à con? Ừ. Cô cho hết đấy. Ừ. Cô cho nhiều đồ hết nhỉ? Con chỉ ra mua một ít bún về để đi ăn thôi này. Thế thì cô lại cho những nhiều thứ thế này. À, đấy, cái này là nấm hương. À, nấm hương. Ừ. Ủa, đây này, ông ơi, cô cho cả mạt này. Úi giời, tí đây, mạt cả hành nhỉ? À, đúng con, à, cô tốt thế nhỉ? Bên này nữa, cô biết thế này. Cô cho mình nhiều thứ nhỉ? Cô cho mình nhiều thứ nhỉ? Qua đây này, cô còn cho một chùm dừa đấy. Cô là một quẩy dừa. Cô cho cả chùm dừa con. À, đấy, à, đây, chùm dừa to thế này. Úi, cô cho chùm dừa con. Đấy, 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 con nào con? Ngon lắm nhỉ? Vâng. Bổ ra uống nước à? Vâng.
này ít bữa nữa bổ ra mới ngon. À, ừ. Nó khô khô thì tí. Đi, con cầm vào đi. Con cầm vào bếp. Có gì ạ? Con cho mình bao cái thứ gì ạ? Phải đứng lên bàn thật. Hai bố con treo, treo lửa đâu? Ơ Hầu ơi, dạ? Con treo đấy đẹp đấy nhỉ? Vâng. Treo đấy nhìn đẹp nhỉ ông nhỉ? Đấy, đẹp. Để đây mấy bữa nữa nó khô khô uống ngon lắm. Mạnh ơi, nay trời mát nhỉ, gió mát nhỉ, nay trời gió mát, quang loáng nhỉ. Cho gà ngan ăn nhá. Kê ăn đi. Thử cơ nhá, thử hoa nhá. Rồi. Bé từ từ đi. Chưa lên đâu nhỉ? Còn lâu. Cái cao như nào? Cái canh như nào?
bố? Ừ, bố gom tí đất rồi đun đồ ăn đây. Hoa vào cho nó dày, cho nên cho đẹp. Trồng hoa vào dày vào nó nở đẹp lắm, thích lắm, hoa sướng lắm. Lạc nó nổ ngô rang ngon. Dạ con chưa ông ạ. Giờ con xào nữa là xong rồi.
Ông ơi, mình ăn thôi. Ừ, xin à. Vâng. Ông vào ông ơi, mưa ông tháo ủng vào đi. Rồi. Đấy. Đi thì cứ tháo ủng. Ui giời, nay ơi, mời cả nhà đây. Nay cháu làm món bún ngon thế nhỉ? Vâng. Bún trộn rau củ quả. Ông ăn thử đi ông. Tớ gấp từng ướt vào đó. Đấy. 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 Chuột nữa ông này. Giòn lắm. Đấy. Ăn từng ướt. Ngon đúng không? Ngon. Ăn thêm mấy măng ớt mấy rau sống này ngon lắm bữa. Ông có được ăn món này bao giờ chưa ông? Ăn chưa? Chưa. Ừ, ngon lắm. Ngon thật ông ạ. Ông ăn nhiều không? Ừ. Ông ăn nhiều thế nhá. Cháu ông làm. Bố ăn nhiều à? Cháu khéo tay là ngon lắm. Ngon đấy. Tôi mới măng này. Cảm ơn ông nhá. Măng ngon quá. Con bỏ ăn cái gì vào mà ngon thế? Vâng. Này cũng nhiều nguyên liệu thế. Ừ. Má này toàn cô Hà cho ở chính. Ừ, thế rồi. Hôm nay có mua ít bún rồi. Ừ. Ông ăn nhiều không? Ừ, ăn cả dưa chuột. Ngon không? Đấy. Dưa chuột thắng lắm. Ăn đồ ăn ngon nhỉ. Ngon không? Ngon nhỉ, đây ăn ngon nhỉ. Đã. Không làm ăn khéo đây này, không khéo mở nhà đấy. Nhưng mà mở nhà hàng cũng nhiều vốn lắm đấy. Mà con làm này gọi là ăn được thôi, còn không biết là có bán được không. Hôm nào con mang ra bán thử. Thêm đi bố, gấp nhiều. Ông ăn thêm đi, ăn cho khỏe không? Đây. Tôi thì ông gầy lắm rồi đấy. Ngon không? Đây, đây quả ơi. Ông ăn chỉ để vui. Thằng do to hơn lá trống cái tính đánh ăn
Ôi, đi lấy củi cùng làm gì cho vất vả ra, ừ? Mũi đốt không? Đi bế cả bi về luôn nhá, nhá, bế cả củi cả bi về nhá. Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn.
Trời tắm xong lạnh lắm không? Mưa gió rét đâu nhỉ? Mưa lạnh. Lạnh. Buồn nhỉ ông nhỉ? Ừ, thôi. Chán thật. Tí nữa rồi là tôi nấu cơm ăn cho mấy. Rồi tí ông nấu cơm nhá, nấu cơm ăn cho sớm. Ông tôi đi công việc mà nó có mang áo mưa gió thì không, chứ mưa gió này. Tôi thấy mưa gió này khổ cho cháu, không biết giờ chưa thấy về. Chưa thích về. Tôi ông uống nước chè cho ấm bụng ông ơi. Ừ, ông nấu rồi gì? Tôi nấu rồi, nấu nóng bỏng mà. Đấy, thế. Cho tôi chấm đi. Ông ơi, ông uống nhá, ông tôi uống nhá. Chè, chè lá nóng. Tôi mời ông. Vâng, chị đâu? Ông uống cho nóng đi. Ông uống đi, cho nó nóng đi. Uống cho tắm ấm bụng. Uống đi. Ông ơi, tôi ông làm tí văn nghệ ca nhạc cho nó vui vẻ đi. Cho ông nghe bài gì? Cho ông hát bài gì cũng được. À rồi, ok. Trường Sơn Tơ, Trường Sơn Đông nhá. Vong rừng Trường Sơn, hai đứa ở hai đầu ra thầm. Đường ra trần mùa này đẹp lắm. Sơn Đông nhớ Trường Sơn Tây. Thương em bên ấy mưa nhiều, con đường gánh gạo. Tôi ấy quay rừng già qua lại tay ăn. Rau rồi em có nấy mang không. Rồi em có lấy măng không, còn em thương anh bên mùa đông bướm bay. Tôi quên rồi đấy. Quên mất rồi. Nhớ là hồi xưa là lắm bài hát lắm mà dạo này già rồi nó quên mất rồi. Bây giờ quên hết bài rồi. Lớn tuổi rồi. Vâng. Quên mất rồi. Cái lối nét này rồi tôi hát tặng anh bài. Cô đơn nên yêu ai vẫn cô đơn. Đời tôi cô đơn nên yêu em vẫn không thành. Trời cho tôi cô đơn bao nhiêu lần dở dang. Cô đơn nên yêu ai cũng dở dang. Yêu ai vẫn không thành. Mà giờ tôi sẽ trắng thay. Quên hết rồi, già lắm rồi, 50 năm nay rồi. Đời du buồn nghe mình mang anh mang sâu đi che nàng khiến lòng cố thôn sao ngày nay chồng em đi qua con đê mò núi co về có chú vương vàng mấy theo em vào trong nhà ấm hẳn không ạ? Ấm hẳn lên vào ấm hẳn lên bên ngoài lạnh quá ấm hẳn không ạ? Vừa tắm xong đàn tính nuôi lại mấy lợn. Hỏi thằng Hồng xem nó làm ăn không góp được mấy đồng rồi chuẩn bị mua đôi khác. Tôi thấy bố con ông làm vất vả quá mà vốn hai con rồi mà chưa đủ mua lợn tôi giúp. Đấy, để nay mai bố con tôi còn góp tiền tự đi mua rồi nó xem có đẹp đẹp chứ không. Nếu bố con ông mà không ạ, nếu mà bố con ông con góp mà không đủ tôi cho tôi giúp thêm. Thôi không ạ, để tôi bố con đây tự gom góp tiền mua chứ. Tôi nợ ông với cháu nhiều quá rồi để tôi gom góp tiền mua lại thì đi. Thôi ông cũng phải nghĩ lại đâu ạ. Thôi, ông cứ để bố con tôi tự lo thôi. Tôi với ông là bạn bè với nhau, giúp nhau là chuyện thường tình, ông không phải nghĩ lại ông ạ. Tôi bố con tự mua, thế còn ông ở đây chơi nhưng mà thích thì chăm lại rồi tôi mua rồi. Về rồi ông chăm nó giúp tôi thôi. Thế tụi ông nói vậy tôi cảm ơn ông. Tôi có bao nhiêu vốn thì tôi cứ giúp ông. Tôi ông là bạn bè ông không phải nhớ lại gì. Thôi ông ạ, cứ để tôi tự lo. Này cháu nó làm bữa bún ngon thật đúng. Ủa tôi thế. À bây giờ hãy ngon. Ngon nhiều nhỉ? Lạ miệng ăn được nhiều. Cháu nó làm cái món bún lên ngon. Tôi chưa bao giờ tôi được ăn cái món đấy. Cũng hiện nay làm cháu làm ngon. Thôi lại dạo này thằng ông đi công việc rồi nhưng mà để hôm nào tôi bảo nó làm lại bữa nữa hôm nào ăn cho nó khuấy hôm nào bảo nó làm lại món bún thế tôi không ăn nhé mai phải bớt thời gian dậy thằng bò bữa đi.
giờ nó học lại. Đúng rồi, ông nó quên mất rồi. Vâng, ông phải bớt quá lại. Để cho cháu học không ạ? Bận quá. Có mấy chữ thì tôi mãi quá không dạy nó, tôi nay mai tôi phải dạy, không có sợ nó quên mất. Vâng, đúng rồi không ạ? Thế là nó đi thế nào mà giờ nó chưa về? Chưa về không ạ? Chưa. Tối mất rồi. Chắc có đi bận công việc gì nó chưa về không ạ? Ông không phải lo lắng đâu, chắc chúc cháu về không ạ? Trên nước chè không ạ? Ừ. Ông uống không ạ? Mời không? Ừ. Đâu ngủ nữa. Trời ơi, đang rét cái này mà cho cái miếng nóng mà ấm hẳn người. Ngon. Ông ạ, ui, chè ngon thật. Ở bên bụng ạ. Ừ, thế. Chè ngon thế.